mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mình là Mợ đây. Hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi mà mọi người đưa ra nhé. Câu hỏi đầu tiên: chị sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 2003. Câu hỏi tiếp theo: chị sống ở đâu? Mình sống ở Điện Biên nha mọi người, Điện Biên Phủ á. Câu hỏi tiếp theo là: chị còn đi học không? Mình đang đi học, học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Điện Biên 11B6 á. Ok. Câu hỏi tiếp theo: chị làm vlog nha chị. Thì mình vẫn đang nghĩ ý tưởng đây, tại vì dạo này bí ý tưởng quá, với cả cũng lười nữa. Câu hỏi tiếp theo: làm vlog chôn anh Quang đi chị. Bọn mình ít gặp nhau lắm, một tháng thì chắc là một lần, có lúc thì 2-3 tháng gặp một lần, nên là mình không chôn được. Tiếp theo là: tại sao chị không kết bạn với fan chẳng hạn như em? Thì mình full bạn rồi, với cả kết bạn nhiều á, mấy bạn cứ spam mời thì làm sao mình chơi được, đúng không? Tiếp theo là: chị chơi FF từ hồi nào vậy? Mình chơi cách đây 1 năm rồi nha mọi người, mình có 2 nick. Nhưng mà bị mất 1 nick rồi, nick đấy nó bị kiểu mình mất Facebook á, thế là mất nick luôn. Tiếp theo là: chị ăn gì xinh thế hả? Mình ăn cơm mẹ nấu. Ok. Tiếp theo là: chị và anh Bút quen nhau khi nào? Chị có thể chơi game nhiều với anh Bút được không ạ? Mình với anh Bút quen nhau được 1 năm rồi, có thể chơi nhiều không ạ? Ông ấy có rủ đâu mà chơi, đúng không? Ok, tiếp theo là: chị quen Bút lâu chưa? Quen biết nhau như thế nào? Mình quen Bút được 1 năm rồi. Quen biết nhau qua một trận game mọi người ạ. Cái đấy thì không phải qua một trận game, mà hồi đó mình chơi cùng Gil, xong rồi là Bút xem livestream, rồi Bút mình nói là mình ở Điện Biên á, thì Bút cũng bảo Bút ở Điện Biên, xong rồi là ra rồi tìm Facebook nhắn tin cho nhau thôi. Tiếp theo là: chị với Bút là gì của nhau ạ? Là người yêu nha mọi người. Chị và Bút quen nhau từ bao giờ? Quen cách đây 1 năm. Nữa chị làm vlog quay phòng được không ạ? Phòng mình chẳng có cái gì mà quay cả. Cái này là phòng livestream của mình nha mọi người. Đằng sau là giấy khen, kia là cái chỗ mà để quần áo của bố mình cái lúc mà đi làm về á. Đây là một cái ghế nữa. Và cái này là cầu thang đi lên á. Ok. Chị thử lòng anh Bút đi á. Thử lòng kiểu gì ra? Mình không nghĩ ra. Chị với Quang chỉ là người yêu hay là bạn thôi á? Là người yêu nha mọi người. Chị có mấy người bạn thân? Mình có 3. Nếu mà tính nữ là có 3, còn tính nam thì chắc là có 1 hoặc 2. Tiếp theo: chị sống ở đâu ạ? Mình sống ở Điện Biên nhá, Điện Biên Phủ á. Nếu mọi người biết học sử thì mọi người sẽ biết Điện Biên Phủ là đâu, chiến thắng mình vậy luôn. Ok, tiếp theo: chị có thích ăn trộn không mà ăn trộn xoài? Thực ra là mình không thích ăn trộn đâu mọi người, tại vì cái nhà đây này, chỉ ra hướng này thì bên đấy là vườn xoài, mà đấy là người hàng xóm với mình, thì mình xin là cho thôi. Trước đó thì mình cũng có xin rồi, đấy không phải ăn trộn, đấy là mình chỉ kiểu ghi cáp như vậy cho hay thôi á. Ok. Quang với Kenny như thế nào á? Là bạn nhá. Nhưng mà Quang hơn Kenny 2 tuổi đó. Tiếp theo là: chị ăn cơm chưa hả? Mình ăn rồi. Ok. Tiếp theo là: chị ơi, tại sao chị chơi FF mà lại để hình đến PUBG hả? Tại vì mình thích chơi FF, nhưng mà mình thích để hình nền PUBG tại vì mình thấy nó đẹp á. Cái tiếp theo là: chị với anh Thuận quen biết nhau ra sao vậy á? Mình quen Thuận từ cách đây lâu lắm rồi, mình quen trước cả Quang cơ. Nhưng mà kiểu như là chỉ biết nhau qua Facebook này nọ này, cũng gặp nhau vài lần ở ngoài đời rồi nhưng mà không có nói chuyện. Thì lúc đấy là lúc mà mình yêu Quang ấy, mình có đi ra quán net thì mình gặp Thuận. Xong rồi là Thuận mới cứ ngồi cười, xong rồi tí về nhắn tin thôi. À, tí về nó kết bạn cho mình. Ok, tiếp theo là: chị quê chị ở đâu và nơi ở hiện tại? Quê mình ở Hưng Hà, Thái Bình nha. Nơi ở hiện tại là Điện Biên Phủ City. Ok, tiếp theo là: em thấy chị có hay đăng status buồn trên Facebook, chị có bị sao không á? Thì mình có chuyện gì thì mình mới đăng, chứ không phải tự nhiên mình đăng đâu, vậy có lý do đó. Tiếp theo là: chị học trường nào, có gần nhà anh Kenny không ạ? Mình học trường Trung học Phổ thông Điện Biên, cách nhà Kelly tầm 1 cây, mình đi xe máy thì tầm 3 phút là tới. Ok, tiếp theo là: chị thích anh Thuận à? Và chị yêu anh Kelly hả? Thuận với Kelly là một người nha mọi người, nhưng mình không có thích. Mình với Kelly chỉ là bạn, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi người cứ bị lầm tưởng là sao đấy nhở. Tiếp theo là: mối quan hệ giữa muội
và bút này là như thế nào á? Thì bên trên mình đã có trả lời rồi, bên dưới mình sẽ không trả lời lại nữa. Ok. Ok, câu hỏi cuối cùng này. Tại sao chị lại làm người yêu anh Wood mà không làm người yêu anh Kelly hả? Thì trước đó mình đã nói rồi, mình quen Kelly trước. Nhưng mà mình với Kelly chỉ là bạn, kiểu chỉ biết nhau và có kết bạn Facebook, nhưng mà không nói chuyện với nhau bao giờ. Nên là Wood có đến, tuy có đến sau nhưng mà nói chung là nhắn tin các kiểu cho mình, rồi chơi game cùng làm quen này nọ thì mới quen biết nhau thôi. Chứ nếu mà tính ra là mình quen Kelly trước Wood thôi mọi người. Thì ok, clip của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem nhá. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mọi người, còn nếu những video tiếp theo thì mọi người kiểu như là muốn mình làm vlog về cái gì này, hoặc là làm cái gì gì đấy thì mọi người có thể comment và mình chắc chắn là mình sẽ xem hết. Bye bye.